hai bạn con màu tím đẹp quá mọi ơi. Hôn hai bạn ấy một cái nè. Wow. Hai bạn con rất là đẹp. Còn cái này là gì bông mũi? Bông hoa. Còn ở trên này nè con gì bay nè. Con chim bay phải không? Đẹp quá ha. Hả, con nói gì nói lớn lên mẹ không nghe? Con cá. À, con cá. Đây là con cá chép nè, đẹp quá. À, có mấy con cá đẹp quá ha. Ý, bên kia có cái gì nữa kìa mọi người? Bông màu gì? Màu trắng. Còn bên đây màu gì? Màu, con không biết màu gì. Màu cam cam nâu nâu ha. Con thích không? Con thích cái nào? Con thích con nào nhất nè? Con gì? Con thích con công nhất hả? Dạ. Tại sao con thích con công nhất? Con công nó đẹp. Wow, con công nó đẹp. Mọi thích nhất nha các bạn. Rồi thôi đi tiếp. Ba với hai đi kìa, đi. Đi ở dưới này, hai đi lên đó. Lên thằng cuốn à. Ẩm con lên nha, ẩm con lên. Rồi, đi siêu thị xong rồi ba cho con ngồi nghỉ mệt ăn bánh nha. Ngon không mũi? Ngon không? Yeah, yeah. Anh hai chỉ em kìa, em cũng ăn rất là ngon. Bánh này mới thấy luôn á. Bánh này trên siêu thị có mắt bán mà bữa giờ mua con mấy lần rồi. Bioco. Có hai loại nhân, nhân phô mai với nhân vani. Nãy nó kêu nhân phô nhân vani đó. Nhân này vani 25 ngàn này, nhân phô mai tới 30 ngàn rồi. Con biết có nhân sô cô la không được? Không có nhân sô cô la, con nhân vani với nhân phô mai. Đi ba ăn cho hết đi rồi ra kiếm cái chỗ ăn cái này. Hết nắng rồi đó. Con heo. Con heo, hình con heo mà. hai ăn xong chưa? Hai ăn xong chưa? Thả miệng ra mày coi. Thả miệng ra coi. Còn hai còn. gì vậy gọi là qua cái thau Noel cà múa. Ôi mọi mọi kìa, qua chụp hình giống anh kìa, ngồi trong bông tuyết kìa đó, thấy không? Đi không? Anh hai Mão cũng thích lắm á. Mão thích lắm á, nói ngồi vô chụp hình đi. Quay một vòng đi con. Wow. Hai. Đi qua bông tuyết không? Rồi ngồi vô trong, ngồi xích vô trong. Wow. Tiếc ghê.
Con đứng bằng một chân luôn. Dữ, đứng bằng một chân luôn, quả chân kia xuống coi. Mình hãy chào các bạn nè. Bộ dám chào các bạn không? Dữ. Rất đàng hoàng con. Đặt từ ba chứ ba chứ hai. Cầm mấy người hồi rửa tay luôn rồi đem vô cho hai đi con. Anh hai ơi, em đi học về em có gì cho hai nè, em cho hai ăn cái đi con, để nó chảy xe kem tới cổng trường. Bà ngồi đi học về là thường xuyên là mua bánh cho anh hai nha, rồi ba đút cho anh hai ăn đi, nhanh lên để nó chảy. Ngon không anh hai, ngon không? Lạnh lạnh anh hai không khoái lắm.
Muội ngon không con? Nãy giờ quên hỏi nè, ăn gần hết cây kem rồi có ngon không? Trời ơi, hai cái bánh luôn. Mỗi một cây kem có tới hai cái bánh luôn. Muội ơi, có ngon không con? Sao vậy? Sao nay buồn? Nó nhỏ xíu vậy, nó lớn lên. Sao? Ngon số mấy? Số mấy? Số 1 nói mà nhỏ xíu mẹ không có nghe gì hết trơn á. Anh Hai ngon không anh Hai? Anh Hai yeah yeah yeah. Kem ngon không anh Hai? Anh Hai ơi, mai mốt mẹ không mua cho hai đứa ăn nữa nha. Ngon số mấy? Số 1. Số 1 à, ngon hơn kẹo bông gòn hôm bữa không? Hay dở hơn? Hay ngon hơn? Ngon hơn hả? Con thích ăn kem hơn hay kẹo bông gòn hơn nè? Kẹo bông gòn với kem luôn à. Anh Hai rồi cho anh Hai ăn bánh thôi, ăn ít kem thôi, ăn kem nhiều quá lạnh đó. Bye bye. Bye bye Hai nha. Bye bye, chào tạm biệt. Kem có ngon không Hai? Rồi em hỏi kìa mà. Má ơi, em hỏi con kem có ngon không? Con nói đi. Yeah, yeah, yeah đi. Ngon thì yeah, còn con lắc đầu. Yeah, yeah, ngon rồi anh Hai. Yeah, yeah, yeah. Yeah, là ngon lắm quá, yeah, yeah, yeah đó. Mẹ ơi, con ăn hết kem luôn rồi nè. Con hứng tới ngày trẻ không nhiễu. Con hứng để không nhiễu á. Ồ, hay quá ha. Bán cây kem có hai cái quặng để cầm ăn rồi một cái để hứng để kem nó nhiễu đúng không? Ông bữa có bị kem nhiễu chưa? Rồi nhiễu dính áo dơ rồi. Thôi ăn đi, bye bye.